Chiếc thìa này nặng 60 gram, được làm bằng nhựa và kim loại, sử dụng pin lithium. Thiết bị do Phó Giáo sư Hiromi Nakamura của Đại học Tokyo và Giáo sư Homei Miyashita của Đại học Meiji đồng sáng chế. Trước đó, ông Miyashita đã chứng minh được đũa điện có tác dụng tăng vị giác. Khi bạn ăn thực phẩm ít muối, chỉ một số natri trong đó sẽ tiếp xúc với lưỡi của bạn. Vì vậy, chúng tôi sử dụng dòng điện để hút natri vào lưỡi, tạo ấn tượng về vị mặn cho người sử dụng. Hiệu ứng này được tạo ra bằng cách truyền điện từ yếu từ thìa để tập trung các phân tử ion natri trên lưỡi, từ đó làm tăng cảm giác mặn của đồ ăn. Nhờ nghiên cứu về thiết bị có thể thay đổi vị giác, hai nhà khoa học trên đã giành được giải Ig Nobel, giải thưởng dành cho những thành tựu bất thường và độc lạ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, phát minh mới có thể giúp người dùng cắt giảm lượng natri tiêu thụ và thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Công ty Kirin cho rằng, công nghệ này có tầm quan trọng đặc biệt tại Nhật Bản, nơi người trưởng thành tiêu thụ trung bình khoảng 10 gram muối mỗi ngày, cao gấp đôi so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Chế độ ăn quá nhiều muối làm tăng tỷ lệ mắc bệnh huyết áp cao, đột quỵ và các bệnh khác. Trong tháng 5 này, công ty Kirin dự kiến chỉ bán 200 chiếc thìa muối điện thông qua nền tảng trực tuyến với giá 19.800 yên, tương đương 127 đô một chiếc. Dự kiến trong tháng 6 tới, một nhà bán lẻ của Nhật Bản cũng sẽ bán sản phẩm này với số lượng hạn chế. Trong năm 2025, công ty Kirin có kế hoạch bán sản phẩm thìa muối điện mới ra nước ngoài và hy vọng sản phẩm độc lạ của họ sẽ thu hút được 1 triệu người dùng trên toàn cầu trong 5 năm.